Đây là cái nhà để cái hài cốt của chị Mai nằm trong này. Để cái cốt á, cốt kỳ rồi thiêu để trong này. Con nhớ ngày xưa những đêm khuya bên ánh đèn lẻ loi, mẹ ngồi giảng con nghe chuyện đau và đời. Dẫu áo nâu sọc mẹ chưa khoác lên vai, nhưng mẹ đã đọc
và thuốc nhiều kinh mẹ dạy con phải luôn có lòng thành tâm cứu khổ chúng sinh tích đức nhân thì cuộc đời qua bao ai trầm luôn mình được hoàng kiếp con người nhưng số phận kiếp này phải còn vô nhân quả tự kiếp nào nghiệp đã gây nên Phật dạy ta biết sám hối ăn năn biết khổ hạnh tu nhân tích đức chuông bỏ nguyện cầu Phật pháp hiền linh niệm Đức Di Đà cứu nhân độ thế Phật dạy chúng sanh tu là cội phúc Phật dạy con người tâm tức Phật Phật tức tâm nhưng tu thế nào mới gọi là tu tình dịch cứ đi tu kẻ xem đời như bóng phù du hay kẻ tuyệt vọng thấy đời như bể khô cửa thiền rộng mở cho những ai thành tâm giác ngộ người đã nắng lời nguyện hay mãn số Phật dạy hãy lánh xa điều ác bởi hai người là ta đã hại ta gặp điều dữ hãy đem lòng bồ tát lấy đức hiền để trừ khử đạo có kinh có nhân quả chỉ rằng thế ác lai thì ác bao trồng cây nào thì ăn quả nấy rồi bất hạnh tái ương luôn đeo lấy phần một kiếp gieo nhân phải ai qua ba đời làm một việc thiện là ba đời được phước gây một điều ác ba kiếp bị ác lại phát tâm Phật cứu dân sanh linh tích từ bi bước đi tội lùi gia ngộ giúp người còn chìm trong bóng tối mang ánh hào quang chiếu tới muôn loài trong nhân gian trong cõi con người ai cũng có bên đời bên đau phải sống sao cho tốt đời đẹp đạo đạo ở trong lòng
còn đời ở trên giấy, ai cũng tồn tại riêng mình một thế giới tâm linh, cùng một đức tin để tâm hồn hướng thiện, đến với đạo để nghe lòng thanh thản, về với đời là manh áo chiếc cơm, đạo với đời như sớm như trưa, như nắng như mưa một cõi đi đi về. Ai chưa vào chùa mà lo diệt phước là đã gần một bước với từ bi. Phật dạy ta tu là cõi phúc nhưng phải một đức chân tu. Trên triết lý Tịnh Độ Tông, khi tất cả quý Phật tử còn một phái thiền mà bạn ta muốn nói ở đây, mà phải cần chúng ta đang thực tập, đó là thiền tâm. Chúng ta cũng thu 49 năm vào trong hai chữ gọi là thấy thiện. Quý Phật tử nhìn bằng tâm thực tập nha, để quý vị in ấn và tinh tấn ở trong cái đời sống của chính mình. Nội tâm bất an ngoài